con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha nhiều lắm, cha ơi, cha ơi. Ông Nguyễn Thanh Chương, pháp danh Nguyên Bút, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1944 tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Sinh ra lúc còn nhỏ, đi học, lớn lên tham gia 3 năm trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam và thanh niên xung phong. Khi xuất ngũ, ông về làm cơ quan xí nghiệp đánh cá sông Danh. Về hưu, ông có duyên với Phật. Khi thấy ngôi chùa Quan Âm bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, ông đã trăn trở kêu gọi các Phật tử trong vùng và khắp nơi cúng dường tiền của. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay chùa Quan Âm đã được xây dựng khang trang bề thế, đã có thầy trụ trì, chùa Quan Âm ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương Thanh Trạch ngày càng giàu mạnh và phát triển không ngừng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hòa với khí thế cách mạng tháng 8, mùa thu lịch sử, với sự chứng minh của Ban Trị giáo Hội Phật giáo Quảng Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Quảng Bình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ Bố Trạch, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Trạch, Ban Quản lý các thôn, các chùa bản, các nhà mạnh thường quân, các nhà tài trợ là tổ chức đoàn thể trong thôn, trong xã, cùng Phật tử hai chùa Quan Âm Thanh Quang, đặc biệt chùa Đặc Hoan Hỷ đón đoàn Phật tử Bảo Điển Thiên Minh, Phật giáo Cửa Việt Cho Linh Quảng Trị, do cô Như Quỳnh trưởng đoàn cùng 30 Phật tử của Quảng Trị về dự lễ khánh thành. Tổng số đại biểu tham dự có trên 1.000 người, do cô Như Quỳnh tài trợ về kinh phí, cùng với sự cúng dường hàng trăm triệu đồng trong ngày khánh thành, đã giúp Ban Quản trị chùa thanh toán đầy đủ công nợ và kinh phí xây dựng giai đoạn 1. Đồng thời tiếp tục cung nghinh tượng Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên về tòa lạc, sung sướng và hạnh phúc nào bằng khi ngày khánh thành xây dựng giai đoạn 1 mà trước liền chùa, hàng ngàn đại biểu thầy Nguyễn Thanh Chương đọc quá trình xây dựng chùa mà lòng không cầm nổi nước mắt, những giọt nước mắt vì sung sướng. Lê Thánh Tông 1473, qua hơn 550 gió đặc biệt cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ, ngày 13 tháng 1 73, chùa bị đánh sập hoàn toàn, có nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng. Tháng 12 1989, chùa được
tu sửa lại làm nơi chỗ dựa tâm linh cho đạo pháp, cho Phật tử và khách thập phương, song mức độ còn thô sơ hạn chế. Bốn mùa mưa nắng, các chân tượng Phật, Bồ Tát, các vị thánh quanh năm mái chùa dột nát, nền chùa sụp đổ, lá thành cổng tam quan trơ trụi, sâu bò của bà con quanh vùng đến tàn phá, nước ngập ức hết sức đau lòng. Ai viếng chùa cũng thốt lên tệ hại quá, cuồng quá, càng nhắc bao nhiêu thì các hương linh liệt tông liệt tổ của chúng ta đã xây lên cội tâm đức để lại cho chúng ta ngày nay, chắc rằng các vị cũng đang thổn thức tan trở ở chốn suối vàng. Vầng thái dương không như mẹ hiền, trăng rằm dịu mát. Người là ngọn núi cao đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh. Tình người thật lớn lao, lấy chi đo lường lòng cha kính. Người giá băng dấu trong tâm hồn chan chứa yêu thương. Cha muốn cho con nên người mà nghiêm khắc hơn mẹ yêu. Cha giữ cho con cuộc đời đừng lạc bước chân trong màn. Người vui lúc con thơ ngoan hiền, người thương lúc con thơ học hành. Tình cha mấy ai nào biết đâu, từng ngày lặng lẽ qua biết bao êm đềm bên tình của cha. Người ngồi xót xa nhớ xưa dại khờ vô tình lãng quên. Người vì hạnh phúc con đắng cay muôn phần, chẳng than oán chi, trọn đời nhớ ơn, chắp tay lạy người cha kính yêu ơi. Trọn đời nhớ ơn,
chắp tay lạy người, cha kính yêu ơi. Trọn đời nhớ ơn, chắp tay lạy người, cha kính. Chiều ngày 17 tháng 7, 2019, nhằm ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Hợi, gia đình hiệu chủ được vinh dự cung nghinh Hòa Thượng Thích Tịnh Nhiếp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, làm trưởng đoàn cùng các vị chư tăng ni trong ban trị sự tỉnh. Ban trị sự Phật giáo huyện Bố Trạch, chư tăng ni Phật tử Quan Âm Cổ Tử đã đến phúng viếng đặt vòng hoa chia buồn cùng gia quyến. Với sự chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Tịnh Nhiếp, các chư tăng ni trong đoàn đã lập đạo tràng kỳ siêu tiếp độ vong linh siêu sanh tịnh độ. Quyên trư đạo nội ngoại đạt kịch tam tràng, sải phố mộc thiệt huệ dưỡng các thân tịnh độ, sở thị đạo nội ngoại trung gian na vô trượt huệ, thành phàm u huyền tổng ê thân lương bồ tát quê liệu đầu ta Yeah.
diệt độ, tịnh diệt khi tịnh đạt ba tầng chính lý tây sanh từ hạ lai tử tông hà tứ thọ nghi trở linh pháp dân hạ nhị thế âm linh ta kiềm ma
Phật độ thiền tiểu chân linh ảm thiền thiên thì Yeah.
một ngày kiền liên cho con được yên giấc.
vẫn bên con, đôi vòng tay ấm êm dáng hao gầy mẹ chịu bao nỗi đau, áo xanh vai mong đời lấy chén cơm đầy vì con thơ. Ôi mẹ thương yêu, cha yêu hỡi giờ nay chốn nào để mẹ yêu lẻ loi suốt bao tháng ngày, bao giông tố nhọc nhằn xót xa vây quanh mẹ yêu. Để con thơ mơ vơ khát khao mong chờ, con vẫn muốn được có cha bên đời con. Đêm hắt hiu thoáng nghe lời ru vẫn ngọt ngào nhẹ ru suốt bao đêm dài, cho con được yên giấc vẫn bên con, đôi vòng tay ấm êm dáng hao gầy mẹ chịu bao nỗi đau, áo rách vai mong đời lấy chén cơm đầy vì con thơ. Ôi mẹ thương yêu, cha yêu hỡi giờ nay chốn nào để mẹ yêu lẻ loi suốt bao tháng ngày, bao giông tố nhọc nhằn xót xa vây quanh mẹ yêu. Cha yêu hỡi giờ cha đã xa, để con thơ cha bên đời con. Cha yêu hỡi giờ nơi chốn nào để mẹ yêu lẻ loi suốt bao tháng ngày, bao giông tố nhọc nhằn xót xa vây quanh mẹ yêu. Cha yêu hỡi giờ cha đã xa, để con thơ mơ vơ khát khao mong chờ, con vẫn muốn được có cha bên đời con. Cho chưa hiểu
phụ tử tình nhớ thăm công thầy rồi nghĩa mẹ, đừng có tiếng tâm chi nặng lời, đừng cả tiếng dài ơi nói mẹ cha sao nên mà cài mẹ thầy sao phải à, đến năm nghỉ lại nhớ đến cội thông uyên cho công cụ lao ai đến nghĩa sinh thanh ngay trước khi ăn cơm rơi bát nước ước phụ tử tình thâm thấy đói rách nợ nần mẹ cùng đói rách nợ nần cùng với con thơ âu giữ phụ trại trắc màu rồi trắc trại bố thân con nợ có thủy có Yeah,
chúng con đại bi quả cổ hương linh nguyện thanh chương phạm chân nguyên bụt nhất tâm đảnh lễ thập phương tam thể tam lễ đạo. Để được chúng con đại bi quả cổ hương linh nguyện thanh chương phạm chân nguyên bụt nhất tâm đảnh lễ thập phương thương thủ tam lễ đạo. Quán hướng bao đề quyền văn lãng lễ thì đi
quyền đi huệ quyền đi hướng quyền thì phương hiệp đồng còn giá quyền nam tử thượng a chúng đăng cung thưa một bên lễ thì xuống cô thêm chữ bằng đồ tăng lê phật đường nhất tâm bồ phật tu hương cung kinh thiền điện chi quán tạng an phần bồ phục vi tâm chung điện tam thần từ pháp dân quyền bụng thể dân quyền thánh chương quyền hoàng sân đến thời niên hoàng vũ lúc quyền thập tam nhất hưởng thọ thân thập tam tuệ nhất vì thần hồn chi lâm linh ôi lệ kiềm đường thiên hòa biến dương pháp trề tài đưa pháp bảo tôn kinh gia kỳ vạn sanh đền đồ thân chúng mẫu hộ trăm bề chí quyền thank you.
219, thường thọ 76 tuổi, nhiều hơn tổ chưa biết và các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương Tôn Đức Thắng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban chấp hành hội tổ thanh niên sung phong, chủ tịch Võ Thiên Hành. Quyền đứa đến bờ
xuống, nguyện thanh chương bắt đầu. Ba hồi đại tù chưa cấu. Kính thưa dòng tộc Thái Hồ, Nguyễn Văn Lê, kính thưa ban trụ trì sự Phật giáo Việt Nam, Nguyễn Bồ Tát, kính thưa các sư thầy, chùa Quan Âm Từ, kính thưa các vị ban quản lý phúc Việt Thắng, hội người cao tuổi xã Ba Thôn, hội Phật tử, hội cựu thanh niên xung phong, hội chủ thập đỏ và các tổ chức đoàn thể trong thôn Việt Thắng, bà con cô bác, tình làng nghĩa xóm, bạn bè thân hữu trong làng gần xa, thưa toàn thể gia quyến của ông Nguyễn Thanh Chương, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1944, trú quán tại xóm 2 thôn Cửa Thắng. Sau một thời gian lâm bệnh kéo dài, được giáo sư bác sĩ các bệnh viện Cuba, Huế, Đà Nẵng và vợ con cháu hết lòng chăm sóc cứu chữa và phụng dưỡng. Do bệnh quá hiểm nghèo, cụ đã được thối thờ cuối cùng vào lúc 9:20 ngày 15 tháng 7 2019, giảm ngày 13 tháng 6 năm đến hồi hưởng thọ 76 tuổi. Công cha như núi Thái Sơn, người đã ra đi để lại muôn vàn tình yêu thương cho tình làng nghĩa xóm, bạn bè thân hữu xóm làng gần xa, vợ con cháu và người thân trong gia đình, tình thương nội giữ biết chừng nào ơi. Kính thưa toàn thể tăng đường của ông Nguyễn Thanh Chương, nguyên là chủ trì chùa Quan Âm, là một công nhân của thôn, thành viên hội người cao tuổi, hội cựu thân nhân chú phong, hội chữ thập đỏ, suốt qua cuộc đời hoạt động phấn đấu cho lý tưởng của đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, nuôi dạy con cháu nên người. Cụ là tấm gương sáng mầu mực cho thế hệ con cháu soi theo, bước vào những năm cuối cuộc đời. Trên giường bệnh, cụ vẫn chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn là con yêu đời, viết những lời di chúc để lại cho đời sau và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho vợ con cháu, người thân trong gia đình. Những than ôi ngờ đâu khuất bóng xe chiều, màn đêm phủ kính bóng hình của đi, đi lại trốn trần gian tình thương nửa dở biết chừng nào ngôi. Trước giờ phút đau thương xúc động thương tiếc tiền biệt cụ đi xa, thay mặt ban lễ tang tôi xin trân trọng kính giới thiệu dòng tộc họ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liên Dương Vương tỉnh Điện Phật giáo tỉnh Quảng Bình, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các tổ chức ban ngành cấp xã, kính thưa các ủy ban chính quyền thôn Cửa Thắng, kính thưa các tổ chức đoàn thể thôn Thượng Mặt Bằng tổ chức của thôn, kính thưa quý dân tộc thổ nguyện, bà con làng xóm và nhân quyến, cụ ông Nguyễn Thanh Chương, pháp danh Nguyên Bốn, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1944,
nhà năm hồi vẫn chưa trong mình hàng ba kỷ niệm chương các loài là hồi viên hồi 18 tuổi, là hồi viên của thanh niên sung phong, là hồi viên của hồi trường sơn, là hồi trưởng chùa quan năm của kỳ, là ban chấp hành hồi ái hồi xà tinh tật, là hồi sĩ nghiệp của tổ tập đò và thành viên cộng đồng của thôn Việt Thắng, giáo lâm vài căn đình quá hiểm nghèo, được người con đưa đi khắp các huyện Tông Lương, huyện Linh Tám, huyện Ba Đà Nẵng sống cùng không sao qua được. Cô là một thơ thể cuối cùng để về với thần tiên của Phật với ông bà tổ tiên lúc 9:30 ngày 15 tháng 7 năm 2019 nhằm ngày 13 tháng 6 năm Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi, Mùng Thọ 36 tuổi. Kính thưa bà con làng xóm, tổ chức sinh ra trong một gia đình có người cưới là đảng viên, làm phó chủ tịch trưởng ban xây dựng, trưởng ban chỉ đạo nông nghiệp thời bấy giờ, cùng được bố mẹ cho ăn học để trung học phổ thông cơ sở, kế hết học với tài năng cử viết, với trí nhớ hơn mọi người, người ban nhất nhất trả tân tật bố trí vụ làm kế toán cửa hàng mua bán trà từ tháng 9 năm 1984 đến tháng 12 năm 1967, tháng 1 năm 1968 đến tháng 12 năm 68 cụ làm kế toán thương nghiệp huyện Đức Tập, tháng 1 năm 1969 đến tháng 4 năm 1970 cụ làm kế toán thôn Đường 16A huyện Đồng Thống Nhất của tỉnh Quảng Trị, tháng 5 năm 71 đến tháng 7 năm 73 là cán bộ ban hội cần huyện Lâm Tư tỉnh Bình tỉnh Quảng Bình, tháng 8 năm 73 đến tháng 6 năm 77 bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cảng Sông Danh tỉnh Quảng Bình, tháng 7 năm 1977 đến tháng 5 năm 1984 trưởng tổ chức sự nghiệp đánh cá sông Danh, sau đó cử được cử vô theo chế độ trong cuộc sống ba cấp bấy giờ chưa dừng tài cơ chế thuật thủ trưởng trong chỉ bóng chén hứa hà của mọi người để tiền tiến sinh nhai cùng lại lặng lẽ đem về và sáu tấm lòng hơi dài vào tầm sức bé bằng đó làm ăn. Sau mấy năm của tử về cũng luôn sống vừa rộng đều thay đổi từng ngày từng phút, làm quê sau bao năm thực tâm thẳng khó ngôi chùa có năm của tử bị vãi hết làng quên cô đã vận động bà con quét dọn sửa sang lại ngôi chùa để bà con sống làng đến cầu ăn nơi cửa Phật. Ngôi chùa ấy có sự chỉ đạo chặt chẽ với tay vận động của thầy có năm của tử hình sự rõ nét là tiếng đông vui rất thích khi tổng chùa hãy mờ khi tiếng chuông chùa thanh thà kéo lên làng quê thức sống bất tháng trở nên hồn trà 30 năm thăng tầm với bao thăng từ có một ngày nay ngôi chùa được các thầy và các tên quan tâm ngôi chùa tiếp tục phát triển một cách rực rỡ huyền bí bình yên. Chùa làng quê bất tháng với 24 năm phục vụ cho nhà nước, 30 năm lo lắng phục Phật, từ đã đi lại bao lời khen những người thân phục của quân tiếp tục chân thủ làm dân kế toán kế tục thiền hướng kỳ gọi tắt là ái hồ là tổ chức cho mãi đến ngày cuối cùng khi chuẩn bị là qua đường của mấy bàn giao có tổ chức một con hồ màu mực dù gần dù đến dung hòa lịch sử cụ còn chức bà con nông thôn ngoài xa làm các tổ chức mang tính tín ngưỡng đúng luật pháp không ma chay đồng bóng sống cụ là giúp cho mọi người quan tâm của thật cụ là nuôi các con bắt cháu những người lòng sức không đứng trong của đất kính mong đất thật mở rộng từ bi ông bà đủ tiền cho ông nhân dân núi sinh thần đất hết lòng thời chế bao lâu người nói gì về chưa thoát thì còn ý thức của thôn để trai tăng từ từ lắng bóng đưa ông đến tướng đồng nai dài ông sống thêm các thiên ông này những người cho làm quê cái nóng lửa mà người thôn có cháu dân tộc phát đạt để bị nhật tâm chúng tôi xin chân tổng mời bà con làm sống và dành cho một phút phục nguồn giúp cùng làm chuyên nghiệp các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt cho gia đình tam điển chúng con xin thành kính tri ân sư tôn hòa thượng Đức Tâm Ni, ban từ thường giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, ban từ thường giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiểu Cần, trung tâm Phật tử quan âm cổ thụ
cùng chỉ đạo ban phật tử đã đến thăm viếng, động viên và chia buồn đồng thiết lập lễ kỳ siêu của tiết độ vong linh cố phụ của chúng con được về nơi tận giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại diện gia tộc của Nguyễn, gia tộc của Lê, và đồng chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạch, mọi người cao tuổi rồi tù tất nhân chúng con hội chữ thập đỏ xã Tân Thạch. Đồng xin chân thành cảm ơn cấp ủy, ban quản lý thôn Đức Thắng, tù tất nhân chúng con tổ ạc rộ chữ thập đỏ. Đồng các hội ái hữu, đồng các cơ quan, các tổ chức đoàn thể, công xã, các công thôn, và đồng xin cảm ơn quý bà con cô bác, bạn bè thân hữu gần xa đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, thỉnh viếng và tiễn đưa chồng cha con chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
bỗng một ngày khấn tang che dấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vanh trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Yeah.
năm con sống xa quê nhà vẫn một lòng thương nhớ mẹ cha, như tuổi thơ con được cha ôm ấp dìu bước con trên mọi nẻo đường. Bao ước mơ cha sống cho riêng con, quên nhọc nhằn nuôi thăm rừng xa. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Cha hỡi cha con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con đang chiêu thắp dầu. Để hồn con đang chiêu thắp dầu. Cha ơi cha sao cha bỏ con, con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần đền đáp tình cha. Xuân thu hạ cánh nghèo nàn dây dứt lòng cha, mong đàn con trâu bầy mau vun lên được ấm êm trong cảnh thái bình. Theo tháng năm con lớn khôn nên người, vẫn một lòng mong đáp tình cha. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình nghĩa cha con nào đáng đền. Tình nghĩa cha con nào đáng đền. Cha hỡi cha con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con đang chiêu thắp dầu. Để hồn con đang chiêu thắp dầu. Cha ơi cha sao cha bỏ con, con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần đền đáp tình cha. Cha bỏ con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần được đền đáp.
bôn ba giữa dòng đời, với bao nắng mưa, gió sương chất trên bờ vai gầy. Nhiều lần cuộc đời, bao đêm cha không yên giấc, nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con. Bao nước mắt rơi rơi cho con êm ấm cuộc đời. Năm tháng vẫn trôi nhưng tình cha mãi không đổi rời, nuôi con thành người không ngại bao nhiêu gian khó. Mặc bao đắng cay cha vui dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thành cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời con gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Bạc màu biết bao xót xa, bao dông đã qua đời cha hiền. Nhìn lại một đời đi qua cha không tiếc nuối, nghĩ về đàn con có còn ước mong gì hơn. Con mãi nhớ cha. Lời cảm ơn Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa qua tang lễ của chồng cha ông chúng tôi là ông Nguyễn Thanh Chương, pháp danh Nguyên Bút, trưởng ban hộ từ Quan Âm Cổ Từ đã viên mãn. Thay mặt gia đình họ Hiếu, chúng con thành kính niệm ân Hòa Thượng Thích Tịnh Nhiếp, trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chư tôn đức và quý Phật tử thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, chư tôn đức và Phật tử ban trị sự Phật giáo huyện Bố Trạch, chư tôn đức trụ trì các tu viện trên địa bàn tỉnh, đại đức Thích Phước Đăng chánh văn phòng Phật giáo tỉnh Quảng Bình, đại đức Thích Quảng Phước chùa Vĩnh Phúc Tuyên Hóa, đại đức Thích Phương Thọ chùa Vĩnh Phước Lý Hòa, đại đức Thích Chánh Phước Mai Hóa chùa, đại đức Thích Hải Pháp Linh Sơn Cổ Từ, chư tăng chùa Đại Giác, sư cô Thích Nữ Chơn Hóa chùa Thanh Quang. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo đảng chính quyền, các đoàn thể, các hội cấp xã cấp thôn, quý bà con họ Nguyễn họ Lê, đội chào cạn, bà con thông gia, hội đồng hương, bạn bè thân hữu gần xa của các con các cháu, quý bà con đạo hữu Phật tử gần xa đã đến thắp nén hương nguyện cầu hướng linh về cõi Phật. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin niềm tin tha thứ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết lòng cảm tạ thay mặt gia đình tang chủ bà quả phụ Lê Thị Xuân, con trai trưởng Nguyễn Xuân Tâm.